Occasionally, a gentle soul descends from heaven to our charming little planet. Like a healing drop in the ocean, they tenderly arrive, rippling compassion and inspiration across this glorious little orb of green and blue. With nobility and artistry, humility and loyalty, they channel celestial grace. Coloring our biosphere with their divine endowment, they remind us of the precious God-given beauty on Earth, of peace, of love. Now with admiration and gratitude, Supreme Master Television's tribute show invites you to join us in paying respect to these remarkable individuals who gift our world with their uplifting contributions and presence. And as the shows go on, their past life and present life will be revealed to you, dearest viewers, as a gift from us. Greetings, gentle viewers. I am Than Hương from Bến Tre, Âu Lạc, also known as Vietnam. Bến Tre is not only famous as the haven of coconut orchards, but it is also known as the birthplace of the revered founder of the Âu Lạc Seas or Vietnamese spiritual group called the Coconut Religion. As peace and love fill your hearts, harmony embraces your life. Hello, I'm Bảo Quốc from Phúc Yên, Âu Lạc, also known as Vietnam, joining you with the warmest greetings of our amiable people. With adoration and enthusiasm, we welcome you to Secret Revelations on Master's Legendary Magician. Over the centuries, Supreme Master CHING HAI has graced our planet in different physical forms through various incarnations and has created countless affinities with beings on Earth. Many of them have come back and become her disciples. Among them are beautiful souls who've been very dedicated and loyal to Master and her noble missions throughout many lifetimes. One such special individual was a beloved late disciple, Thái Tu Hoa. Our conclusion next week will finally reveal his past life and present life secrets. In today's show, we are honored to present the 8th of a 9-part tribute to Thái Tu Hoa, revealing his extraordinary latest past life and his pure and true friendship with Supreme Master CHING HAI. Because of his profound love for Master and utter devotion to her and her noble work, Master said, quote, "He's now in the highest 5th heaven, Buddha's land," unquote. A younger brother of famed Âu Lạc Seas, also known as Vietnamese artist, poet, and writer, Thái Tu Hap. Thái Tu Hoa was an ordinary man and a loving, faithful husband who humbly worked in his own billboard shop with his wife and son. But he was also the inspiring spirit for the Supreme Master Television's staff, with his supporting encouragement and a huge sense of humor. But nobody knew that Hoa was also Master's loyal good friend of many lifetimes and a former powerful magician. She once said, quote, "Such a precious, absolute, faithful, and respectful disciple is rare and hard to find. Hoa is a great guy," unquote. Even recently, Master confided, quote, "I miss him and I miss our pure and true lasting friendship," unquote.
is a very talented man, an altruist, an artist at heart. Thái Du Hòa had a wide circle of friends who loved him, admired him, and appreciated his presence in their lives. At an early age, Thái Du Hòa's passion for music and nurturing those around him led him to establish Ban Duổi Thơ, or youth group, where he taught and helped young people develop themselves in enjoyable and beneficial ways. Decades later, on November 14, 2017, some of the members of Ban Duổi Thơ, or youth group, traveled to Hội An, Âu Lạc, or Vietnam, for a joyful gathering in Thái Du Hòa's loving memory. Chương trình của anh Thái Du Hòa mà nếu như mà anh ấy mình còn mà ngồi mình mạng đàm không như thế này nó cũng chưa nói hết được cái làm của mình với ảnh. Thôi tôi đề nghị là chúng ta cho một phút mặc niệm đi, rồi chúng ta đến lại làm phút mặc niệm rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Tôi xin mời tất cả mọi người đứng dậy. Xin tưởng niệm anh và xin anh an lạc ở chốn thiên đàng. Ai bao trăng châu là cổ trăng châu sương lắm trên
bởi vì là tụi em được đi hát trong những ngày Tết Trung Thu nè, rồi những đi hát ở nhiều nơi lắm. Mà bánh trung thu á, mà anh Hòa dẫn cho tụi em đi hát tới đâu là người ta cũng cho bánh trung thu về ăn, một tháng cũng không hết. Mà tụi em rất là vui. Cái ngôi nhà của ban tuổi thơ càng ngày nó càng đậm đậm, càng ngày nó càng đông lên dần. Mới đầu thì chỉ cũng vài chục em, mà sau đó là nó đông lần lên. Thì anh Hòa không những là giúp dạy cho tụi em hát nè, anh Văn thì dạy cho tụi em là lo về tụi em ăn uống nè, anh Phi thì dạy tụi em hát nè, chú Minh á là bao giờ cũng có đồ chơi cho với tụi em nè, rồi bài cho tụi em đủ loại, làm từ cái lông để làm đồ thủ công nè, rồi tụi em cứ mong tới ngày chủ nhật để được gặp anh Hòa, để được gặp anh Văn, gặp các anh, rồi là được đi chơi ngoài trời, đi Cẩm Nam, đi Cẩm Hà, Cẩm Châu, rồi các anh dẫn tụi em đi chơi cùng hết, rồi là bài tụi em hát. Những cái bài hát đó nó không bao giờ quên. Thế thì Hòa có nói chuyện với tôi bây giờ làm sao mà quy tụ một số các em lại, giúp cho các em đó, chứ không để tụi nó hư hết. Mà lúc đó là phong trào xì ke ma túy ở cái xì ke ma túy happy ở đã có Hội An. Thế thì cái tuổi mà mới lớn của các em bắt đầu chao đảo, không biết mình sẽ không có cái định hướng, dừng ở đâu, đứng ở đâu đây. Thế thì Hòa cũng có nói chuyện với tôi, và cộng thêm đó là có Văn và có anh Khuê, thầy Khuê đó. Thì anh em cũng suy nghĩ và tất cả đều là cái túi không, không có cái đồng nào trong túi hết. Thì anh em chịu khó là mỗi chủ nhật tụi tôi đến. Thì cái đó nói thật, lúc đó anh Văn có vẻ là hơi khá giả một chút. Anh ta có thể mua một cặp đường dưới chợ hoặc là hai ba cái lon đậu, nấu cho các em cái nồi chè. Thì ngày đó không phải như dễ như bây giờ, kiếm cây đàn guitar nó dễ quá. Ngày đó cây đàn guitar nó rất là khốn khổ. Nhưng mà rồi thì bây giờ nhìn lại, mà hồi nãy giờ thì nghe các em nói về cái sự trưởng thành của mình trong có cái nền tảng rõ ràng. Thế thì cái điều đó tôi với Văn rất mừng. Mà trong cái vong linh Hòa thì chắc Hòa cũng rất là mừng vì thấy cái công khó mình đổ ra nó đã, tức là định hướng được cho các em trong cái cuộc sống nó lành mạnh hơn. Nhất là các em để ý như thế này nè, cái nhóm tụi tôi không bao giờ bày cho các em hát những nhạc tình hết. Tình yêu vớ vẩn thế này, các tụi tôi tuyệt đối không bao giờ có. Chỉ có tình tự quê hương, yêu mẹ, yêu cha, yêu anh, yêu em, yêu cây đa, yêu bến nước, yêu con đò vậy thôi. Chứ không bao giờ mà có cái lắc nhắc trong cái yêu đương. Cho nên cuộc đời tụi tôi và Hòa hay là một số các anh em cũng vậy, không có lăng nhăng, nó không, cái đó không phải là cái gu của mình. Đại khái như vậy, mình thấy rằng cái vững chắc của gia đình mình cũng có một cái nền tảng giáo dục. Chúng tôi không dám nói là cái sự, nhưng mà có cái hướng đưa các em có một cái hướng lành mạnh hơn trong cái văn hóa văn nghệ đó. Thì đó thì tôi thấy điều đó rất mừng. À, về câu đầu tiên mà cậu nói là em nói mấy đứa là ăn chay hết nha. Anh Hòa, câu đầu tiên về tận nhà là em bị mấy đứa là phải ăn chay hết. Ở trong này có ai biết cái bài Đắc Lành không? Em nhớ, anh hát phần chương. Dạ, nó tử. Đây có đoàn nông phu vươn vai, bên luôn đất cây sâu miệt mài, đất với người trong một ngày mai. Lên Phi, ở trên bàn thơ, ô lầy ô lầy ô lầy, nhớ chưa? Em gái Bắc Ninh, anh trai Biên Hòa, em đất Thanh Nghệ, anh nhà Cà Mau. Duyên Nam bắt ngọt ngào tình yêu. Việt Nam nghe từ vào đời, Việt Nam hãy câu nói trên mọi môi. Việt Nam nữa tôi, Việt Nam tên gọi là người. Việt Nam hãy câu nói sâu cùng khi lìa đời. Giang châu châu ngang từ sông nắng ngoài sông, cánh mềm mềm gió dù em. Nhịp nhàng hát vang vang, nhạc gọi ta đón hè sang. Hè về trong bóng trúc mềm đầu bờ, hè về trong tiếng sáo diều rực rỡ, hè về reo anh thơ. Có thể giai đoạn thập niên 70 đó, thì lúc đó là cha Lê Như Hảo, Phêrô Lê Như Hảo, thì ngài là ngài quản sứ ở cái giáo phận giáo sứ Trà Kiệu, quận Duy Xuyên. Thế thì đó là một cái trung tâm thánh mẫu, một cái trung tâm hành hương cũng rất là lớn sau cái La Vang.
thì cha Hảo có nhờ ở Quảng Nam này cho một số các anh biết vẽ lên giúp dùng cho nhà thờ Tà Kiệu. Thì ở đây có hai người mà được Quảng Nam đề cử lên là Thái Tư Hòa và Lê Sĩ Trạch. Không dễ gì lên đó. Thì từ đó cái sự thân thiện giữa Thái Tư Hòa và cha Lê Nhi Hảo rất là mật thiết, rất là tình cha con. Thì cái bức Hồng Thu Thảo đó hả? Hồng Thu Thảo đó. Thế thì cái bức đó thì tôi không còn, tôi biết là không còn nữa, gần 50 năm rồi. Tuy nhiên sau này khi mà cha Lê Nhi Hảo về quản sứ tại Hội An đó, thì tôi và cha Hảo cũng hay nhắc đến Thái Tư Hòa. Thì ngài đã mất, đã qua đời rồi. Đó, một số câu chuyện như vậy. Một tay cọ vẽ sắc đẹp, đúng là một người tài hoa. Cái chất của con người là chất của nghệ sĩ. Anh Hòa, tại vì tôi nhìn cô coi anh vẽ, có những cái quyển giống như cái catalog của người ta vậy, nhưng mà anh xé đã là anh làm thành một bức tranh. Chú Hòa vẽ đẹp lắm đó, mà ổng vẽ không phải là cái dạng mà vẽ như mấy cái lối mà mấy họa sĩ vẽ. Cái lối vẽ ổng nó tốt hơn cái gì đó. Chú Hòa vẽ cái bộ sử, vẽ hình đó, ví dụ như là kể là sử tích vua Quang Trung, Trần Hưng Đạo rồi đó, vẽ đẹp lắm. Hồi trước á, là cái tờ báo Người Việt Daily á, đầu tiên là có anh Hòa trong đó. Ông vẽ cho cái tờ báo đó là nó đăng weekly. Rồi mỗi tuần như vậy là chú Hòa cắt một cái, dán lại làm kỷ niệm ở trong đó. Capoli nó mua á, đại học á, mua để làm tài liệu á, đẹp lắm. Thì cái năng khiếu về mỹ thuật hội họa thì nó có ngay từ nhỏ. Và Hòa có một cái đặc điểm đó, vẽ cine rất tài. Thì anh ta có những cái biệt tài đó,
lạ lùng. Thì trong lớp ngồi học với nhau, mình thì mình lo mình ngó trên bảng cô dạy thầy dạy. Hòa dưới này nó ngồi nó vẽ độc đáo lắm, vẽ ngựa, vẽ cao bồi. Ngày xưa là những cái phim cao bồi là hầu hết là anh em đều mê, thích cái đó. Ngay cả cái lần đầu tiên mà cái chỗ hồi mà mấy con bướm á, quá đẹp. Trở về ai bữa hôm đó dẫn ra về cũng nói trời nó xấu quá, mà chưa có một cái đại nhạc hội nào, hay là có một cái ngay cả Mỹ nữa nghe vẫn nó có thể mà đẹp như vậy, những cái con bướm to đó, nhớ không? Thank you.
cô đến là mua cái lồng chim bự. Ông xã cô nghĩ là tưởng là đem qua bên Mỹ. Anh Hòa cô tổng lại công viên, anh ôm lại anh vuốt pha. Trời, anh không đó, xã cô bị giật mình tái ra, anh mua để phóng sinh. Sáng theo nhịp xích kêu loang xoang, ta cua xích kêu vang dậy trước mặt mọi người. Nụ cười muôn đời là một nụ cười không tươi, nụ cười xa vời, nụ cười của lòng hang sôi. Bước tiến ta tràn tới tung xiên vào mặt nhãn giang, máu ta từ thành vang lang ruồn lầy, dưỡng ra thịt này cha ông miệt mài. Ngạo nghe đi trong đau như khôn nguôi, chúng ta thành một đoàn người hiên ngang trên bảng trông hát cười đùa vang vang. Còn Việt Nam triệu con tim lại còn triệu khối kiêu hùng, ta như dông răng đi tràng lên lò lửa hồng, mặc lành như đồng cùng nhìn về một xa xăm. Da trang mồ hôi nhễ nhại của vòng gắn tươi, ôi vết thương rỉ máu ta cười giữa ánh mặt trời. Ta khuyên cho con ta còn tiếp tục làm người, làm người huy hoàng phải chọn là người dân Nam, làm người ngang tàng điểm mặt của cười trắng da. Thôi những ai gục xuống ngồi dậy hùng cường đi lên. Máu ta đưa thành băng lang dọn lại xưa.
theo chú nghĩ trong cái đời sống thì nó có muôn ngàn cái lối đi, nhưng mà chú Hòa chọn được một cái con đường về tâm linh. Không có cái của cải vật chất gì này có thể mua được. Tóm lại một cuộc đời, chú Hòa đã sinh ra và may mắn được gặp sư phụ. Cũng mừng cho Hòa là những cái cuối đời trong mười mấy năm đi theo sư phụ thì Hòa đã giác ngộ được. Thì mình nghĩ là cả một đời chỉ làm cho những đạo pháp. Chọn đi đúng muôn đường đúng. In the early 1990s, Thái Tu Hòa wrote the poems Mother's Arrival, Mẹ Về, and Following You, Theo Người, in dedication to Supreme Master Ching Hai, which Hòa did not show Master. She didn't recall having heard of them. We showed Master just recently these poems. She cried, touched by his humble devotion and love for her. Theo về dưới bóng từ bi, bước chân sư phụ độ trì tháng năm. Kiếp xưa dưới cội hoa nằm, gió lay liễu ngộ hồi tâm cội nguồn. Đường chân gió thảm mưa tuôn, trái tim Bồ Tát dại lầm phá mê. Mẹ về dập bóng Bồ Đề, xác thân xin nguyện lời thề dài oan. Trong tâm thức cùng đàn ngất ngây, xưa kia lạc dấu xa bầy bơ vơ kiếp sống, chân mây cuối gầy. Đời như sóng bềnh nát thân cây cỏ, buồn thanh xứ người. Mẹ về như đóa hoa tươi, như cơn gió thoảng trăm lời yêu thương. Mẹ về ngây ngất mùi hương, trong con thanh sạch cội nguồn khổ đau. Lòng con ấm những nguyện cầu, mẹ về giải thoát năm châu thanh bình. Lòng con ấm những nguyện cầu, mẹ về giải thoát năm châu thanh. Trong giây phút mà ngỡ thiên thu, người đi bỏ lại mịt mù, trái tim tịnh độ vườn thu héo tàn. Người về quên chuyến
đò ngang bên xưa còn kẻ ngỡ ngàng trông theo. Người đi qua suối qua đèo, trái tim Bồ Tát reo neo khắp miền. Người đi ôm hết ưu phiền, hóa thân tự độ oan khiên thua nào. Theo người từng bước lao đao, xin cho nhật nguyệt soi vào phương tâm. Tháng ngày từng bước âm thầm, theo người chọn kiếp tri âm một đời. Tháng ngày từng bước âm thầm, theo người chọn kiếp tri âm một đời. Appreciation for your beautiful presence on today's program and our sincere gratitude to Thái Tu Hoa's loved ones for sharing your heartfelt feelings and loving stories in honor of his memory. Thái Tu Hoa's life spent in many directions and aspects. We just can't hold it all in a limited screen. The featured interviews are just samples of his lifelong memorial, and we apologize for many interviews and interesting details of his life that cannot be shared here in this program. But we all have the same common ground. We all love and miss Thái Tu Hoa, who has joined the brightest stars. Please join us next week for part 9, the revealing grand finale of Secret Revelations on Master's Legendary Magician, a tribute to Thái Tu Hoa on Supreme Master Television. Don't miss it. May God's grace fill your life with noble joys and heavenly wisdom. For more details, please visit www.suprememastertv.com/CTAW.